为我爱三千万。OK, chào các bạn. Anh xin giới thiệu anh là Văn Cảnh. Hiện tại anh là giảng viên TOEIC tại trung tâm Anh MG. Ngày trước thì anh học cấp 3 thì anh học trường anh học chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, và sau đấy thì anh có học khoa tiếng Anh thương mại của trường Đại học Ngoại thương. Sau khoảng 10 năm ôn thi đại học, 10 năm ôn thi và luyện thi tiếng Anh thì anh cũng rút ra được một số kinh nghiệm nhất định trong quá trình mình có thể ôn thi tiếng Anh. Và đồng thời thì anh trong quá trình anh học tập như thế khoảng 10 năm thì anh cũng rút ra những cách nhìn, anh dùng cái đề như thế nào là hay. Thì trong khoảng tầm 15 ngày tới, cái thời gian cuối cùng để mình ôn thi đại học, thì anh sẽ cố gắng mỗi ngày chia sẻ cho các bạn một đề. Và xong rồi đấy thì cứ 3 giờ chiều hàng ngày thì anh sẽ chữa cái đề để chi tiết cho các bạn. Ví dụ hôm nay anh đã gửi cho các bạn từ trước rồi đúng không? Buổi hôm trước một cái đề rồi. Thì chiều ngày hôm nay 3 giờ mình sẽ bắt đầu. Tuy nhiên do một số trục trặc thế nên là bây giờ 3 giờ 10 mình bắt đầu được. Sorry các bạn nhé. Các em đợi một chút để các bạn vào đông một chút, không mình sẽ bắt đầu chữa đề cùng nhau nhé. Nếu mà ai chưa có đề thì các em có thể xem cái phần caption, cái phần cuối anh có dẫn một cái link, thì trong link đấy nó sẽ có cái file đề của mình, thì các bạn sẽ cố gắng mở ra và xem, xong rồi mình sẽ follow cùng nhau cho dễ hơn nhá. Ok, các em đợi một chút nhá. Hôm nay anh ở Hà Nội thì bắt đầu trở nên mát mẻ hơn rồi. Biết là các bạn ở khu vực khác thì như thế nào? Ngày trước này của bạn anh học chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh. Không biết là trong các bạn đang xem thì có ai học trường chuyên Bắc Ninh không? Các em cố gắng, nếu mà bạn chưa có đề thì mình sẽ tải đề về nhé, xong sau đấy để mình follow cho dễ. Còn nếu không thì chắc em sẽ xem live stream, anh sẽ zoom hẳn lại phần vào cái chỗ đề đấy thì mình xem cũng được. Nhưng mà anh nghĩ là các bạn cứ nên em cứ nên tải về đi, về sau mình cứ dùng dần. Có vẻ tầm chiều thế này là chưa nhiều bạn à, nhiều bạn có vẻ cũng còn đang ôn thi sao, thế là chưa vào nhiều lắm. Mình đợi một chút nhá, mình đợi một chút xong rồi mình sẽ bắt đầu luôn. Ôi chào được lắm. Ôi, cuối cùng chúng ta chưa gặp nhau đúng không? Để anh kiểm tra lại thử xem có vấn đề gì cho cái mạng nhé. Tiếng Anh giao tiếp là tạm. Thế thì cái này để mình chia sẻ sau. Còn hôm nay mình chịu đề ôn thi đại học trước, thì trong một bài khác mình sẽ chia sẻ lại cho cậu. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhé, không thì cũng hơi muộn rồi, 3:15 rồi. Anh hứa với các bạn là tầm 3 giờ, bây giờ 3:15 mình mới bắt đầu được. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ cùng chia với nhau thử cái đề thi thử đại học của trường đại học chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh. Ngày trước anh đã từng học môi trường này. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng xem, mình sẽ cùng xem nhau cùng với nhau cái đề này nhé. Các bạn đợi một chút nhé, để anh chỉnh máy nhé. Có nhìn rõ đề không? Nó bị lóa không? Các bạn được có anh xem nào. Rồi, như anh nhìn ở màn hình thì anh thấy khá là rõ rồi nhá. Thế nên bây giờ mình sẽ thử bắt đầu làm với nhau. Đầu tiên thì trong cái đề này, cái phần cái thứ tự nó khá là logic, nó theo đúng cái thứ tự mà của bên format của bên Bộ Giáo dục đưa ra.
Đầu tiên là sẽ có các câu về pronunciation, về phát âm. Ok. Các em có nhìn rõ được không? Các bạn đợi anh chút nhé, để anh chỉnh lại cho vừa phải nhá. Ok, ví dụ như này thì có vẻ nhìn dễ hơn rồi đúng không? Ví dụ number one, ở đây mình có một câu về pronunciation, về phát âm. Mình có 4 từ gạch chân để âm O đúng không? Và ví dụ như câu này thì mình sẽ có những từ là hotel, post, local và prominent. Và như thế thì mà qua cách phát âm đúng không, thì các em sẽ thấy là mình phải chọn đáp án là D, prominent. Tại vì cái âm D đây nó sẽ đọc âm O. Còn những cái âm ở đây nhá, nó đều sẽ đọc thành âm O đúng không? Ví dụ mình có hotel, post và local. Tuy nhiên thì các em chú ý cho anh cái từ hotel này về phát âm nhá. Tại vì cái từ này trọng âm nó sẽ rơi âm thứ 2, hotel trọng âm số 2, được chưa? Rồi, that's number 1. Number 2, nó sẽ giống như trong cái từ Shakespeare, cái nhà văn Shakespeare của Romeo and Juliet đúng không? Thì cái từ này nó sẽ đọc là spear. Tiếp theo ở đây mình sẽ có từ where, nó sẽ đọc là âm air đúng không? Where. Tiếp mình có bear, bear, con gấu. Và cuối cùng mình sẽ có pear. Hai từ này đúng không? Đọc giống nhau. Tuy nhiên thì cái âm B ở đây với cái âm P ở đây sẽ khác nhau một chút. Tại vì âm B ở đây nó sẽ chỉ là âm B bình thường, không bật hơi. Còn bên này sẽ là pear đúng không? Và như thế thì qua cái phát âm mình sẽ phải chọn A. Ok, mình sẽ có spear. Ok, good job. Rồi, đấy là cái hai câu đầu tiên nhá về phát âm này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang câu tiếp theo. Thì đấy là sẽ ở dạng về xác định trọng âm. Trọng âm với cả 4 từ đầu tiên ở đây thì mình sẽ thấy 4 từ này nó đều có cái đuôi us. Us, đúng không? Thì bây giờ, như các em đã được học thì cái đuôi us thông thường nó sẽ mang trọng âm như nào nhỉ? Các từ ấy mà kết thúc bằng đuôi us, O-U-S, thì theo các bạn nó sẽ cái trọng âm nó sẽ hay đứng ở đâu, đặt ở đâu? Có ai biết không nhỉ? Các bạn nào biết comment cho anh được không? Có vẻ mọi người vẫn chưa sung lắm đúng không? Ok, thì tạm thời anh sẽ chỉ nhá. Ví dụ trong cái trường hợp với cả các từ mà kết thúc đuôi us thì thông thường trọng âm sẽ ra âm tiết số 2. Và ví dụ đây nhé, mình có cái từ disastrous thì trọng âm nó sẽ vào âm zas ở đây. Tuy nhiên thì với cả 3 từ còn lại ở đây thì cái trọng âm nó hơi củ chuối, nó sẽ rơi vào cái âm đầu tiên, tức là cách quãng một chút, cái âm us cách âm rồi đến âm tiếp theo phía trước. Và đây ví dụ cái từ này mình sẽ đọc là humorous đúng không? Humorous, trọng âm rơi vào đầu này. Ví dụ như này thì có nhìn rõ hơn chưa? Đinh Hạnh, em có nhìn rõ hơn chưa được? Hay là vẫn bị mờ? Các bạn comment giúp anh nhé, xem như này nhìn đã rõ chưa, để về sau mình sẽ follow cho. Ok, ví dụ đây. Rồi bây giờ thầy để về chế độ no filter, không sử dụng một cái phần mềm chỉnh sửa gì cả. Đúng không? Chậm một này. Tiếp theo mình có unanimous. Thì trọng âm này sẽ giữ âm ne ở đây. Và ở đây mình sẽ có từ ambiguous. Ambiguous. Ambiguous có nghĩa là mơ hồ. Thì trọng âm nó rơi vào âm b. Và như thế thì đây, như thế mình sẽ thấy là trọng âm đúng không, ba cái từ cuối nó đều sẽ theo thứ tự là kiểu như cách quãng so với cả âm us lên phía trước một âm. Còn chỉ có duy nhất cái từ a, disastrous, thì nó mới lại trọng âm ngay âm số 2. Thế ở đây mình sẽ phải chọn a nhá. Em nhìn vẫn hơi bị mờ ở trang. Ok, sorry em, chắc là do cái này nó cứ căn chỉnh loằng ngoằng. Bây giờ thì rõ hơn rồi. Mình chuyển sang câu tiếp theo nhá. Number 4, đây mình sẽ có 4 từ. Ví dụ ở đây đúng không, mình có redundant, decedent, relevant và consonant. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là trọng âm của cái từ C, relevant, trọng âm là sẽ rơi âm đầu tiên. Còn đâu mình dựa đây mình sẽ có redundant, trọng âm số 2 này, decedent, số 2 này, và consonant cũng là số 2, đúng không? Thế thì bây giờ number 4 mình sẽ chọn là C, relevant. Rồi, thì đây là 4 câu đầu tiên nhá về phát âm của đề này. Theo kinh nghiệm của anh thì 4 câu này khá là hay. Tức là trong những từ thì khá là cơ bản, nhưng mà cái cách phát âm thì nó không phải là quá phổ biến. Thế nên là đôi khi nếu mà các bạn không cẩn thận cũng rất là có dễ là bị sai đấy. Yeah, chào Linh Phong, anh chơi Bắc Ninh. Em học chuyên gì? Rồi, next. Mình sẽ chuyển sang number 5, 5, 6 and 7. 4 câu, 3 câu này nhá. 3 câu này thì sẽ là tập trung về sửa lỗi sai. Bây giờ mình nhìn câu số 1 nhá. Câu số number 5 này. In purchasing a winter coat, it is very important for showing it on with heavy clothing underneath. Thì đây các bạn sẽ thấy là người ta gạch chân là in purchasing a winter coat
for trying heavy. Thì đáp án sai ở đây nha, nó sẽ ở đáp án C. Tại vì ở đây thông thường it is very important thì các em sẽ không dùng là for verb in mà sẽ phải là to verb. Thế nên ở đây phải it is very important to try it on. Giữa câu này anh có thể dịch là khi mà các em đúng không mua một cái áo khoác mùa đông thì nó rất quan trọng là mình phải thử nó lên mặc cùng với cả những cái đồ nặng khác phía bên dưới. Đáp án đúng ở đây phải là C nhá. Đây sẽ phải là for try, nó phải important to try it on. Ok. Next, number 6. Ở đây một cái câu về sửa lỗi sai khác thì mình sẽ có một câu trông rất là nguy hiểm. Có một cái tip nhỏ anh muốn chia sẻ cùng các bạn về khi mà các em làm cái bài sửa lỗi sai ở trong đề thi đại học nhá. Đấy là mình sẽ đầu tiên khi mình nhìn một câu rất loằng ngoằng, cái việc đầu tiên các em cần làm không phải là nhìn các lỗi sai mà các em sẽ phân tích cho anh thử xem cái kiểu như là chủ vị câu đấy, tức là mình có chủ ngữ này, động từ và tân ngữ đúng không? Một cái câu bình thường thì bây giờ mình phải nhìn ra trước cái vấn đề này thì mình mới sau đấy mình bắt đầu mình xử lý. Tại vì đôi khi có rất nhiều câu nó chỉ có kiểm tra về cái sự hòa hợp chủ vị, chủ ngữ số nhiều, động từ số nhiều, chủ ngữ số ít, động từ số ít. Thì ví dụ câu này nhá, thì chủ ngữ ở đây nó sẽ từ excavations cho đến tận chỗ river, đây là chủ ngữ này. Xong rồi mình có have revealed, cái gì đó đã tiết lộ cái gì đấy, the sea of một cái thành phố rất là khó đọc, anh nghĩ là không cần quan tâm. Thì xong rồi người ta bổ nghĩa cái thành phố đấy bằng cái cụm là an ancient community that, một cái cộng đồng người cổ, cái gì đó bla bla đằng sau, thì cái này nó sẽ chỉ có bổ nghĩa cho cái từ thành phố phía trước thôi. Thế nên thực ra về bản chất thì câu này nó sẽ có chủ ngữ đây này, động từ đây và tân đây. Thế thì bây giờ khi mình nhìn qua về hòa vực chủ vị đúng không, người ta cái chân từ have thì câu này sẽ không sai. Tại vì trong cái trường trong một cái mệnh đề dài như này nhá, thì với cái ở đây cái câu này nó sẽ thuộc cấu trúc là danh từ 1, giới từ, danh từ số 2. Các em sẽ thấy có từ excavations này, giới từ y này, và một lốp các từ đằng sau. Thì khi mình chia động từ với cái dạng cái nhóm đấy đứng đầu tiên nhá, thì nó sẽ chia theo danh từ đầu tiên, danh từ số 1, và chính là cái từ excavations, số nhiều có s đúng không? Thế ở đây động từ là have revealed, không sai. Xong tiếp theo ở đây mình sẽ có cái trường hợp C là had been laying under later reconstructions of the city Babylon. Thì ở đây mình sẽ, ví dụ ở đây các em sẽ có từ lay, nó là dạng verb in. Thì tức là lay sẽ là dạng nguyên thể của cái từ đấy. Lay trong tiếng Anh sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Lay đây trong tiếng Anh nhá, sẽ có nghĩa là đặt để gì đấy đúng không? Thì ở đây mình, nếu mà mình bảo là một cái thị trợ, một cái cộng đồng nhá, cổ mà cái gì đấy bên kiểu bên dưới cái gì đấy nhá, under later reconstructions of the city of Babylon, tức là dưới, sau dưới cái việc xây dựng lại của một cái thành phố Babylon, thì ở đây mình sẽ không thể chọn là laying được, mà nó sẽ phải có nghĩa là kiểu như nó nằm ở phía dưới. Thế nên ở đây các em sẽ phải chọn là cái từ lying, cái từ chính xác là phải lying chứ không phải laying. Thế nên đáp án sai đây sẽ là C nhá. Next, number 7. Hơi mở Thái. Sorry em. Ok, thì bây giờ anh sẽ cầm lên như này cho nó dễ để cho các bạn dễ nhìn nhá. Để anh xem lại nhá, để anh xem lại cái phần này. Ok, ví dụ như này nhá, anh sẽ để như này cho các bạn dễ nhìn hơn được chưa? Ok. Các bạn có nhìn rõ hơn chưa nhỉ? Các bạn thử comment giúp anh xem nào. Ok, anh nghĩ là được rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang câu số 7 nhá. Mình có cái câu là Gettysburg has been some preserve a national historic monument because it was the site of a major civil war battle in which many lives were lost. Ví dụ các bạn nhìn qua câu này đúng không? Người ta sẽ gạch chân một cái từ là preserve. Mình sẽ có tiếp theo là because many lives were lost. Vẫn bị mở em. Thầy nhìn đây thì khá là rõ mà nhỉ. Rồi ok không sao. Anh thầy nhìn thầy vẫn khá là ok nhá. Rồi ví dụ anh sẽ để sang một chút này. Thì ở đây cái câu này đúng không, mình sẽ nếu mà khi các bạn đã, những bạn nào làm qua rồi ấy, thì các em sẽ thấy là đáp án sai đây sẽ là A, preserve. Tại vì thông thường các bạn ý cho anh này, mình có has been đúng không, has been, thì sau has been trong tiếng Anh nhá, các bạn sẽ chỉ có nghĩ đến những cái trường hợp này cho anh thôi này. Sau has been
như này, hoặc have been. Thế các bạn sẽ chỉ nghĩ đến cho anh, nếu mà động từ nó sẽ chỉ có thể là verb in hoặc phân từ have, chứ nó không thể có cái trường hợp là verb nguyên thể. Thế nên ở đây cái đáp án sai nó sẽ là A, preserve. Nó phải chuyển ví dụ như là has been reserved, nó phải chuyển về dạng phân từ have đi, ví dụ là preserved như này. Ok, thì nó mới là chính xác. Còn nếu để nguyên thể là sai. Ví dụ cái từ này cũng một cái từ cũng khá là hay và hay xuất hiện trong chương trình học của các bạn. Nó sẽ có nghĩa là bảo tồn ấy. Bảo tồn ngoài ra mình còn có từ gì khác nhỉ? Các bạn còn ngoài cái từ bảo tồn ngoài ra các bạn còn biết từ gì khác không? Ngoài cái từ preserve. Ngoài preserve nhá, mình sẽ có thêm một cái từ khác là conserve. Conserve nhá, conserve trong tiếng Anh. Conserve trong tiếng Anh cũng sẽ có nghĩa là bảo tồn, conserve. Rồi. Đấy là rồi đấy, mình xong câu số 7 ở đây đúng không? Một cái câu về sửa lỗi sai. Bắt đầu mình sẽ chuyển sang cái bài về từ vựng và từ loại nhá. Thì cái phần này bắt đầu là cái phần khó này. Ví dụ như ở đây, đây thì mình sẽ có, cái này có vẻ khó, hơi khó nhìn cho các bạn đúng không? Đây nhá, mình sẽ để như này, mình xem có dễ nhìn hơn chưa. Đây ví dụ như này, đây mình có number 8. Thì mình sẽ có câu là there chấm 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 này, a number of reasons for the fall of Roman Empire. Ở đây cái từ of này nó viết sai nhé, nó sẽ chỉ of này không phải of. Thì ở đây mình sẽ thấy là trong tiếng Anh đúng không, công thức chung mình sẽ có there cộng to be cộng với cả một danh từ, thông thường như thế đúng không, kiểu như có cái gì đấy. Và cái to be ở đây đúng không, khi mà chia ấy, thì nó sẽ ăn theo cái danh từ đằng sau. Nếu mà danh từ đằng sau là số ít thì to be phía trước sẽ phải là số ít, ví dụ như là is or were. Thế nhưng trong trường hợp khi danh từ đằng sau mà là số nhiều thì đằng phía trước đấy nó phải là những cái từ to be, cũng phải là were hoặc là are đúng không. Thế bây giờ mình nhìn cái phần này sau này một chút nhá. Mình có a number of reasons. A number of reasons trong tiếng Anh sẽ có nghĩa là kiểu như một cơ số lý do đúng không? Và đây một danh từ sẽ một danh từ số nhiều. Thế khi mà các bạn nhìn đáp án đây nhá, các em thấy là mình có A, B, C, A, B, C, D này. Thì đây mình sẽ có I, A và C đều sẽ are, set, to đúng không? Set hoặc là set being. Còn cái D thì nó là was, set, being. Thì cái này sai, ok. Bây giờ mình sẽ phải nhìn qua nghĩa một chút. Nó không thể nào tự nói đúng không, mà nó phải là được nói rằng có cái gì đấy. Thế nó phải là dạng bị động. Và dạng bị động mà với cả set nhá, mình có be này, set này, thì sau đấy thông thường nó sẽ phải là to verb, chứ không thể là verb in được. Rất là hiếm khi có những trường hợp như thế. Thế nên các bạn ở đây câu số 8 nhá, các bạn phải chọn A cho anh. Ok, no 8 ở đây phải là A. Next, tiếp theo câu số 9 này. Câu số 9 ở đây, ok để anh để đây, ok để thầy mở lại gần hơn cho các bạn nhìn nhá. Ok ví dụ như này có vẻ là dễ nhìn hơn đúng không? Câu số 9 này, các bạn nhìn rõ hơn chưa? Sorry các bạn, tại lần đầu tiên anh kiểu livestream trước đây kiểu này, thành ra nó sẽ hơi cái phần này anh lại chưa biết là rõ, là nó hay bị mờ như thế. Lấy lại vào tờ đề đúng không? Có vẻ được rồi. Cảm ơn Hồng Nhung nhá. Rồi ok, ví dụ mình sẽ nhìn lại câu số 9 nhá. Mình sẽ nhìn sang câu số 9 này. I suggest the room ... before Christmas đúng không? Ôi mà vẫn mà mở em. Ôi sao lại thế nhỏ? Không, thầy nhìn qua thì chắc là vẫn được đấy. Mình thử xem qua một chút nhá. Ví dụ đây mình sẽ có câu số 9 đúng không? I suggest the room ... before Christmas. Thì ở đây với cả từ suggest, tức là thông thường trong tiếng Anh này, mình sẽ có một câu có thể là chủ ngữ này cộng động từ này cộng với cả chủ ngữ cộng động từ một cái tân ngữ đằng sau. Tức là mình cái câu này đây vẫn là chủ ngữ chính này, đây động từ chính này, và phần đằng sau chủ ngữ động từ tân ngữ thì đây sẽ tương đương như một tân ngữ. Dù thế nào thì thông thường đúng không, khi cái động từ đằng sau này có hai động từ nhưng động từ đằng sau vẫn nên chia. Tuy nhiên thì với cái từ suggest xong sau đấy thì mình sẽ có để có chủ ngữ này tiếp này, xong là nếu viết đầy đủ nó sẽ là should cộng vô nguyên thể và cộng tân ngữ. Tuy nhiên thì trong tiếng Anh rất nhiều trường hợp người ta sẽ bỏ cái thằng should này đi. Thế nên các bạn về sau các bạn sẽ chỉ thấy có chủ ngữ suggest, một cái chủ ngữ khác và một cái động từ ở đây phải là nguyên thể. Thế nên với cả dạng bị động đúng không, thì nó sẽ ở dạng be, phân từ have cộng tân ngữ. Còn nếu mà giữ dạng phủ định đi thì nó ví dụ viết đầy đủ nó sẽ là should not be phân từ have cộng tân ngữ đúng không?
thì về, nếu mà khi rút gọn nó có thể chỉ cần là not be phân từ hai từ ngữ đằng sau, đúng không? Thế thì với câu này mình nhìn lại nhá, nhìn lại một chút này. Với câu này mình nhìn lại thì ở đây câu số 9 I suggest the room này, đúng không? Thì mình sẽ phải chọn đáp án là A, đúng không? Nó phải là be decorated. Nếu mà viết đầy đủ thì nó sẽ viết là I suggest the room should be decorated before Christmas. Ok, ví dụ như thế. Rồi, đấy là câu số 9. Number 10, mình sẽ nhìn sang câu này với câu số 10 nhá. Mình sẽ có wooden buildings helps to protect them from damage due to weather, đúng không? Bây giờ người ta đang thiếu một cái vị trí vào phía trước như này. Thế thì ở đây người ta đưa ra các đáp án là the paint, painted by painting và painting. Thế thì bây giờ mình đầu tiên khi mình nhìn một câu, đúng không, mình vẫn phải phân tích chủ vị. Ví dụ với câu này thì chủ ngữ sẽ từ đâu đến đâu nhỉ? Vẫn mở Dương, sao lại thế nhỉ? Ok, quan điểm một chút nhé, hay là do cái cam của cái chỗ camera của thầy, để thầy thử xem lại xem nó có đỡ hơn không nhá. Để thử xem như này thì nó có đỡ hơn không nhỉ? Dự như này thì có rõ hơn chưa các bạn? Ok, thầy để thầy check qua nhá. Ok, thầy thử các bạn thử tiếp, mình sẽ tiếp tục thử xem về câu wooden buildings helps to protect them from damage. Sẽ thấy chủ nghĩa là từ đầu cho đến tận, đúng không? Và them from damage cái gì đó bla bla. Thế bây giờ như thế là đây mình sẽ, như thế thì mình sẽ không thể chọn được cái C by painting bằng cái việc gì đấy, đúng không? Bây giờ mình có painted là kiểu của nhân được sơn, mang tính bị động. Còn painting thì sẽ mang tính chủ động, kiểu sơn cái gì đấy. Còn the paint thì lại có nghĩa là sơn, màu sơn, nếu không liên quan lắm. Thì ở đây ví dụ cái vị trí này mình đã thấy là có chủ nghĩa là mình có the buildings, đúng không? Một cái danh từ này, xong mình có wooden là một cái tính từ rồi. Thì như thế vị trí phía trên này, đúng không, mình thông thường, đúng không, các bạn nên cầm một tính từ khác. Và như thế thì mình sẽ chỉ băn khoăn giữa painted và painting. Thì ở đây mình sẽ phải hiểu là cái việc, đúng không, việc sơn những cái tòa nhà bằng gỗ đấy thì sẽ giúp bảo vệ chúng khỏi những cái hủy hoại do thời tiết. Thì ở đây mình sẽ nên, chứ còn không phải là những cái tòa nhà bằng gỗ được sơn thì nghe nó sẽ không hợp lý. Thế nên mình nên chọn là D, painting, đúng không? Rồi, correct answer đây sẽ là D. Còn câu ở trên nó sẽ là A, be decorated. Tiếp theo nhá, mình chuyển sang câu số 11. Câu 11 này mình có poor management brought the company to the collapse of the collapse. Ở đây nhá thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có bốn từ. The edge có nghĩa có bờ, cái bờ gì đấy này. The foot, bàn chân này. The ring thì sẽ một cái vòng tròn gì đấy. Và the brink cũng nghĩa là bờ vực cái gì đấy. Thì rất nhiều bạn, ví dụ với câu này, các bạn sẽ băn khoăn giữa hai đáp án là A và D. Ngoài thì các bạn sẽ hay băn khoăn giữa A và D là edge với cả brink. Tại vì hai cái từ đều sẽ có nghĩa là bờ, kiểu bờ vực gì đấy. Bờ vực của việc phá sản, cái gì sụp đổ, đúng không? Cái việc quản lý yếu kém thì đã khiến cho cái công ty này nó sẽ đang đứng trên bờ vực phá sản, hoặc là nó sẽ phải đóng cửa. Thế thì ở đây nhiều bạn có thể sẽ chọn A, tại vì trong the edge of collapse thì nghe có vẻ quen thuộc hơn. Tuy nhiên thì đáp đúng ở đây sẽ là D, the brink. Đáp đúng ở đây sẽ là brink. Tại vì sao? Các bạn hình dung cho thầy nhá. Với cái nghĩa là với cái từ edge thì nó sẽ hay kiểu chỉ bờ của cái gì đấy, thì nó hay kiểu mang nghĩa đen nhiều hơn, dựa bờ kiểu bờ vực của bờ vực này, hoặc là cái chỗ cái rìa bàn hay cái gì đấy, tức là nó mang nghĩa đen nhiều hơn. Và brink thì hay đi cùng với cả những cái danh từ về sau, ví dụ như chỉ một cái bước ngoặt ấy, chuẩn bị thành công hoặc chuẩn bị thất bại, thì người ta sẽ thiên về cái từ brink chứ không phải là edge nhá. Thế nên đáp án đúng của câu số 1 đây sẽ là D. Ôi sao lại không xem được hả Lý? Mờ lắm rồi các bạn. Ôi sorry các bạn.
Thế thì buổi sau nhé, từ buổi ngày mai nhé, trong cái đề, những cái đề sau thì các em cố gắng cũng sẽ in cái in cả cái đề mà thầy chia sẻ ra nhất để các bạn có thể follow cho dễ, chứ không như này thì đúng là hơi khó khăn đúng không? Thôi mình sẽ cố gắng trong buổi hôm nay thôi nhé. Còn từ buổi sau thì thầy từ sau buổi hôm nay thầy sẽ xem lại và chuẩn bị kỹ hơn, thì ngày mai mình sẽ cố gắng chất lượng tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì mình đã chiến đấu được một đoạn rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng chiến đấu cho hết nhé. Tiếp theo mình có câu số 12, mình có câu là the new sports complex will accommodate an Olympic sized swimming pool and other cái gì đó bla bla đúng không? Và người ta cho bốn danh từ như là facilities, categories, qualities và supplies. Thì câu này thực ra cuối cùng chỉ có xem mình nghĩa thôi, chứ còn cũng không có cách nào khác cả. Thực sự đây mình có categories, một cái từ rất quen thuộc đúng không? Thì sẽ có nghĩa là cái nhóm, một cái nhóm gì đấy, kiểu các nhóm, phân các nhóm ra ấy. Tiếp theo mình có từ qualities thì sẽ có nghĩa chất lượng, còn hoặc với cả con người nhá thì nó sẽ có nghĩa là chỉ về phẩm chất hay đấy. Và cuối cùng là supplies. Supplies thì cũng là cái từ khá là quen thuộc đúng không? Sẽ có nghĩa là nguồn cung cấp, nguồn cung ứng. Còn cái từ chính xác đây lại là A cơ, nó phải là facilities. Facilities tức là cái câu này sẽ hiểu nghĩa là gì? Khu phức hợp thể thao mới đúng không? Thì sẽ có thể nó sẽ có những cái khu vực như là một cái bể bơi với cái cỡ dành cho Thế vận hội Olympic và những cái cơ sở vật chất khác. Thì đây mình sẽ có từ facilities. Ok. Next, câu 13, một cái câu về kiểu dùng trong giao tiếp. Mình sẽ có câu là would you mind helping me? Bạn có thấy phiền giúp đỡ tôi không? Thế thì bây giờ mình thử xem nhé. Với câu, các bạn để ý này, would you mind trong tiếng Anh, mặc dù nó ở dạng câu hỏi không có từ để hỏi, tuy nhiên thì nó sẽ không câu hỏi không có từ để hỏi nhá, nhưng mà mình sẽ không trả lời theo hướng cái gì nhỉ? No, I wouldn't, mà yes, I would. Tại vì đấy không phải là cái ý nghĩa chính của cái câu đấy. Người ta chỉ như đang hỏi ý mình thôi. Và thế nên là ví dụ như cái đáp án mà các bạn nhìn thấy như C và D nhá, phải loại luôn, cái đấy chắc chắn là sai. Bây giờ mình sẽ chỉ còn A và B. No, a problem. Và sure, no problem. Nghe thì có vẻ A khá là đúng đúng không? Không, không vấn đề gì đâu, kiểu như thế nếu mà mình dịch qua. Tuy nhiên thì đây cái câu A ấy, mình sẽ phải hiểu là không, đấy là một vấn đề đấy. No, a problem. Tại vì người ta tách ra cơ mà đúng không? Tiếp theo mình có B là sure, no problem. Thì sẽ hiểu nghĩa thì nghĩa là chắc chắn rồi, không vấn đề gì đâu. Thì đây mình đã đúng nhá. Phải là B, sure, no problem. Được chưa? Tức bạn có thể phiền giúp tôi không? Không, không có gì cả, không có gì cả đâu, đúng không? Thế nên mình chọn phải là B. Rồi, next. Number 14, câu số 14 này. Một cái câu khác cũng là về giao tiếp. Mình có would you rather have coffee or orange juice? Kiểu như bạn thích dùng cà phê hay nước cam. Đấy, bây giờ cái câu hỏi mang tính lựa chọn. Đây mình có coffee or orange juice. Thế thì đây, khi mà nhìn qua thì có khi nhiều bạn sẽ nghĩ là cái từ ví dụ như là I'd rather to have coffee. Đây một câu trả lời đúng. Tuy nhiên thì các bạn sẽ chú ý cho thầy một chút nhá. Ở đây này, cái chỗ the rather to have coffee thì lại bị sai. Và cái chỗ việc đấy là sau the rather nhá, thì mình phải cộng vũ nguyên thể, chứ không thể là to verb được. Thế nên D đáp án D trông có vẻ đúng, nhưng mà thực ra là sai về ngữ pháp. Bây giờ mình còn A này, I like both, tôi thích cả hai. Thì cái này nó sẽ, cái cách trả lời như này cũng không hợp lý. Bây giờ I have either, have tại sao lại mọc ra, tôi có, tức là tôi có cái gì đấy, no, không phải đúng không? Và đây đáp án đúng phải là C, either please. Either trong tiếng Anh đúng không, mình sẽ hiểu là kiểu như một trong hai cái đều ok, đều ổn đấy, không vấn đề gì cả. Và như thế thì ở đây nó phải đáp án C. Ở đây sẽ là C nhá. Thì bây giờ nhá, thầy đặt một câu hỏi cho các bạn này. Nếu bây giờ trong đáp án đây thầy chọn đáp án đúng là C, either. Thế nhưng bây giờ nếu mà thầy muốn trả lời theo hướng là neither, cả hai cái đều không được, thế thì mình sẽ trả lời theo hướng gì, như nào bây giờ? Các bạn được comment, một bạn nào đấy comment giúp thầy xem nào. Bây giờ ví dụ người ta hỏi là thế cậu thích uống cà phê hay là orange juice, uống cà phê hay nước cam, thì xong bảo không, cả hai cái đều không ok, tớ đều không thích. Thế có cách trả lời như nào nhỉ? Có bạn nào comment một cái từ kìa, một cái từ khóa mà mình có thể ám chỉ về nghĩa đấy được không, cho thầy được không? Có ai không nhờ, có ai không nhờ? Các bạn nào trong số những bạn đang xem, có ai có biết nếu mà mình muốn kiểu như mình bảo là mình không đồng ý với cả hai cái đấy ấy, thì mình không đồng ý với cả hai cái thì mình sẽ như nào nhỉ? Mình sẽ dùng từ gì?
Ah, yes, correct. Ví dụ Mộc Thiên Di bảo là sẽ dùng từ neither, chính xác. Ở đây mình sẽ dùng cái từ neither. Ví dụ bây giờ bảo là cả hai cái đều không ok nhá, thì mình sẽ là neither is fine. Neither is fine, tức là cả hai cái đều không ok, hoặc neither is okay, cả hai cái đều không ổn, được chưa? Next, tiếp theo một câu số 15. Ở đây mình có một cái câu đấy là when she was great 9, she wished to have someone who would stand beside her. Cái này đợi thêm một chút nhá, cái này này cùng với tờ thứ hai thôi. Tức là đầu tiên ở đây mình sẽ có một khoảng trống là với cái chỗ và giới từ đây thì phải đi với cả grade 9, kiểu lớp 9 ấy. Thế bây giờ xong sau đấy thì là mình có là she wished to have, cô ấy ước rằng cô ấy có ai đấy who would stand beside her, ai đấy có thể đứng bên kiểu sẽ đứng ở bên cạnh cô ấy. Xong sau đấy thì cái phía bên này nhá, mình sẽ có cái phần còn lại của câu đấy là thick and thin, tức là cái gì đấy, tức là gần như một cái thành ngữ ấy. Và đây người ta sẽ có đáp án là gì? Of, in này, in through này, at, between này và in between. Thế bây giờ với cái vị trí là grade 9, tức là lớp 9 ấy, thì mình sẽ nên chọn từ gì? Mình sẽ nên chọn giới từ gì? Mình sẽ kiểu các bạn hay confuse at cái in ấy, thì trong trường đây mình sẽ nên chọn là in. Và về sau thì ví dụ đây trong đáp án đấy thì mình sẽ có là through, mình sẽ có cả through, through thick and thin, tức là vượt qua thick, through thick and thin trong tiếng Anh nhá, nó sẽ hiểu là kiểu như là có thể vượt qua được những cái khó khăn trong gai gì đấy. Tức là khi mà cô ấy học lớp 9 nhá thì cô ấy ước rằng là mình sẽ có thể có một ai đấy sẽ đứng bên cạnh mình và vượt qua khó khăn của cùng mình. Ok, bây giờ đây ví dụ đây thầy đã vừa tìm được cái đề kê tờ đề, mong là nó sẽ nhìn rõ hơn một chút. Như này thì có nhìn rõ hơn chưa các bạn? Để thầy đỡ phải đung đưa. Ví dụ như này, các em có nhìn rõ hơn chưa? Một bạn thử comment giúp thầy xem nào. Thầy xem nhìn có rõ hơn chưa nhỉ? Sẽ chuyển sang câu tiếp theo nhé. Cái câu vừa rồi, đáp án đúng ở đây sẽ phải là be in through, được chưa? Next, tiếp vào câu số 16 này. When Martin, the car, he took it out for a ride, for his wife. Cái gì đấy mà anh Martin này, xong cái từ người ta cho đây là toàn liên quan đến từ repair, tức là sửa chữa. Thì anh ta kiểu như mang nó ra và bắt đầu đi thử for his wife. Thế thì ở đây người ta sẽ cho cái đáp án chia thì thứ nhất là had repaired, ngon chia thì repaired, thì quá khứ đơn, và was repairing thì quá khứ tiếp diễn. Dự nhìn qua như này thì rất nhiều bạn có thể nghĩ đến đáp án là D. Tại vì kiểu như là mình hay học kiểu như when cái gì đấy đang làm việc gì thì việc gì đấy xảy ra ấy. Thế nhưng mà nếu các em xem mình nghĩ logic một chút nhá, thì rõ ràng là cái việc mà Martin phải sửa xong xe thì anh ta mới đi ra ngoài được, đúng không? Chứ làm sao mà bây giờ kiểu vừa đang sửa xe vừa đi ra ngoài được, thì nó sẽ không hợp lý, đúng không? Nó sẽ phi logic. Và như thế thì bây giờ mình sẽ thấy là có hai sự việc trong quá khứ. Bây giờ phải có một cái xảy ra trước, một cái xảy ra sau, đúng không? Và mình đã học rồi, cả khi mình sự việc xảy ra sau đấy nên chia thì quá khứ hoàn thành. Và như thế đáp án đúng ở đây sẽ không phải là D mà phải là A, had repaired. Tức khi Martin đã sửa xong xe thì anh ta đã mang nó ra và đi kiểu như bắt đầu đi thử ấy. Took it out for a drive. Ok. Next. Câu số 17 nhá. Câu 17 này mình sẽ có he was ... enough to admit that he knew nothing about the subject. Anh ta, ở đây mình có từ enough, đúng không? Có nghĩa là đủ cái gì đấy. Và enough trong tiếng Anh thì nó sẽ đứng sau cái gì nhỉ? Đứng sau tính từ và đứng trước danh từ. Vị trí đây thì tất cả các từ người ta cho, đúng không, đều là tính từ. Bây giờ mình sẽ chỉ xem mình nghĩa thôi. Cái gì đó anh ta thừa nhận rằng anh ta chả biết cái gì về cái môn học đó cả. Và ví dụ như thế, đúng không? Thì mình nên chọn đáp án là A, honest. Thực, tức là anh ta đủ true, tức là có thật, cái gì đấy có thật, đúng, không phải. Và smart, thông minh. Và như thế ở đây mình sẽ nên chọn là A, honest, anh đủ trung thực để thừa nhận rằng. Tiếp theo number 18 nhá, câu số 18 này.
Mình sẽ có câu là ở đây, dù ở đây kìa, mình sẽ có câu là she is so to her children that she decided to quit her job to stay at home and look after them. Cô ấy cái gì đó với cả con của mình mà cô ấy quyết định là sẽ quit her job, bỏ việc, to stay at home, ở nhà và look after, chăm sóc họ, chăm sóc chúng, đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có các từ thứ nhất là responsible, có nghĩa là cái từ rất quen thuộc đúng không? Có nghĩa là có rất là trách nhiệm. Tiếp mình có từ kind, tử tế này, devoted, devoted một cái từ rất là hay này, devoted thì có nghĩa là kiểu như là hết lòng, hết mình là vì gì đấy. Và cuối cùng là persistent thì có nghĩa mang tính kiên trì, kiên nhẫn. Thế thì ở đây khi nhấp vào câu này đúng không? Các em sẽ thấy là đáp án đúng lên là C. She is so devoted to her children. Cô ấy rất là kiểu như hết lòng với con cái ấy. Devoted. Các bạn sẽ có những từ khác mà bằng nghĩa mà về sau các bạn. Ví dụ mình sẽ có từ devoted, đúng không? Mình có từ devoted, mình vừa học đúng không? Thì mình hay có cấu trúc là be devoted to, hết mình cống hiến về cái gì đấy. Ngoài ra nhá, các bạn sẽ nhớ thêm cho thầy hai từ khác, hai từ về sau có thể giúp các bạn ăn điểm trong cái phần tìm những cái từ đồng nghĩa. Thứ nhất đấy là dedicated, dedicated, be dedicated to, hoặc một từ khác là be committed, be committed to. Cũng sẽ có nghĩa là cái từ này nhá, cũng sẽ có nghĩa là kiểu như hết mình, hết lòng vì cái gì đấy. Rồi đấy là câu số 18, đúng không? Bây giờ mình đến câu số 18 này. Tiếp theo mình sẽ nhìn sang câu 19 nhá. She has always shown her great self in not becoming angry. Cô ấy đã chỉ thể hiện cái gì đó rất tuyệt vời, in not becoming angry, mà không trở nên vô cùng tức giận. Ở đây mình sẽ có một cái trường hợp cấu trúc là self, một cái dấu gạch ngang ở giữa và một khoảng trống đằng sau. Thế bây giờ các bạn sẽ thấy là mình có her nhá. Her ở đây trong tiếng Anh các bạn học từ trước rồi, sau tính từ sử dụng mình phải có một danh từ, đúng không? Mà đằng sau đây mình lại có một in rồi, thế nên nhất vào đây chắc chắn phải là một danh từ. Và khi các bạn nhìn qua đáp án đúng không, thì bây giờ mình sẽ chỉ băn khoăn giữa be, control và controller đều sẽ là danh từ. Tuy nhiên thì như thế bắt đầu mình phải xem về nghĩa, mình sẽ có cái cụm quen thuộc hơn là self control, tức là cái việc cái như có thể tự kiểm soát được bản thân ấy. Ai đó thì self controller, một cái người tự kiểm soát này thì nó sẽ không phù hợp. Thì ở đây mình sẽ phải chọn là be, đúng không? Tức là cô ấy luôn luôn thể hiện được một với ai cả, được chưa? Rồi, ví dụ như vừa rồi các em có nhìn rõ được không nhỉ? Các em có nhìn rõ được không? Ok, ok, rõ rồi đúng không? Rồi, good job. Next, number 20. She is intelligent và lazy. Ở đây mình sẽ có hai tính từ, intelligent và lazy. Hai cái từ này đúng không? Đều là hai cái tính từ chỉ về tính cách con người suốt ngày mình gặp rồi. Rất nhiều bạn đã nhanh chóng chọn đáp án rồi. Chính xác đây là C, but. Rồi, tại vì sao? Các bạn sẽ thấy đúng không? Intelligent sẽ có nghĩa thông minh, một cái từ rất là positive, đúng không? Nó thể một cái sự contrast, đối lập với nhau. Thì bây giờ mình phải tìm một cái liên từ nó sẽ phải chỉ được cái sự đối lập như vậy. Thì ở đây rõ ràng mình sẽ chọn là but. Cô ấy thông minh nhưng mà lại lười. Thông minh mà lười. Thầy thì lại không thế, thầy cả lười và không thông minh. Nhưng mà nhớ thầy sẽ đặt thêm một câu hỏi cho các bạn này. Nếu mà đây thầy chọn là but, thế bây giờ ngoài ra thầy có thay bằng một từ gì khác không? Một cái từ gì khác khá là quen thuộc mà kiểu như cũng sử dụng như là but và nghĩa là nhưng mà, và cũng đặt vào cái vị trí như này được. Thầy sẽ đố các bạn nhớ, các bạn thử comment giúp thầy. Có ai có thể nghĩ ra một từ khác mà mình nhét vào đây vẫn ok, đúng về mặt ngữ pháp, đúng về mặt ngữ pháp, đúng về mặt nghĩa, cái gì đấy? Có ai để chỉ cho thầy được không? Ngoài cái từ but, mình còn từ giác cái gì khác không? Ôi dồi ôi, có vẻ các bạn chỉ chăm chỉ làm các câu tiếp theo rồi đúng không? Ngoài ra nhá, thầy sẽ cung cấp thêm cho các bạn một từ, đấy từ yet. Không, without trong tiếng Anh ấy, nó là một giới từ. Và như thế sau cái từ without, em phải cộng thêm danh từ cơ. Các bạn nhớ, các bạn đây nhá, cũng là ví dụ học thầy không thể học bạn, ví dụ bạn tâm tại vừa bảo này, thì các em phải nhớ cho thầy nhá, without sau đấy phải cộng với cả danh từ chứ không phải là cộng với cả một tính từ được. Ở đây nhá thì ngoài cái từ but, ví dụ câu 20 này, ngoài từ but các bạn hãy chọn cái từ yet cho thầy được nhá. Nếu mà trong trường hợp các em gặp một câu như thế, tại vì yet trong tiếng Anh thì nghĩa bằng cả but này này đều sẽ có nghĩa là nhưng này, và cái cách sử dụng vẹn. Dụ như là các em thấy đây đúng không, nó nối hai cái tính từ với nhau, yet cũng như thế, she is intelligent yet lazy, không vấn đề gì cả. Hoặc dụ như là anh ta đẹp trai nhưng mà kiểu là kẹp xỉ, thì bảo he is so handsome yet he is so mean, thì vẫn ok. Tức là có thể nối hai câu lại với nhau, được chưa?
Rồi, next. Thế mình nhìn sang câu số 21 nhá. 21 đã rất nhiều bạn nhanh tay đã chọn đáp án rồi đấy. Không, yet. Ngô Mai Lan ơi, em yet không phải chỉ đứng ở cuối câu đâu em ạ. Chính xác là yet hay đứng ở cuối câu. Và đấy là trong cái câu của thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Nó sẽ có nghĩa là nó dùng cho các câu như là câu phủ định hoặc câu nghi vấn. Ví dụ như là tôi vẫn chưa gặp cô ấy, I haven't met her yet. Tôi vẫn chưa gặp cô ấy. Hoặc ví dụ như là have you ever met her yet? Have you met her yet? Cậu đã bao giờ gặp cô ấy chưa? Thế nhưng ngoài ra thì nó sẽ còn dùng như một cái liên từ được, nó bằng với cả but nhá. Nhớ nhá, mai nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang câu 21 này. I stayed at a hotel while in New York. Tôi đã ở trong một khách sạn, đúng không? Oh, did you? Thật á? You chầm chầm trên này. Must Barbara. Cái gì đó với Barbara nghe có vẻ rất nguy hiểm, đúng không? Ví dụ như các em mà kiểu nghĩ qua trong đầu thôi, đúng không? Các em sẽ thấy cái hướng tư duy là gì? Kiểu như là thật á? Thế thì chắc hẳn là cậu đã ở cùng với cả Barbara phải không? Đúng không? Nó sẽ theo hướng kiểu hơi suy luận một chút như thế. Và với cái cách nghĩ như thế thì các bạn nên chọn là D. Must have stayed. Must. Các em sẽ không phải nhớ cái tên quá lồng hoàng đâu, mà các em sẽ chỉ nhớ cho thầy là ví dụ mình sẽ có một số cái động từ quyết thiếu ấy. Ví dụ mình có must này, mình có might này, mình có thể có could này, xong sau đấy nó sẽ có have và phân từ hai. Thì đấy là thông thường nó sẽ chỉ người ta hay ám chỉ về cái sự trong quá khứ rồi nhá. Ví dụ như là thầy có câu là must have stayed thì sẽ dịch là chắc hẳn là. Còn bây giờ could have stayed thì mình sẽ dịch theo nghĩa là có lẽ là, có lẽ là đã làm việc gì đấy. Tức mình đang dự đoán, mình kiểu như mình nghĩ về cái việc, mình đoán về một cái việc gì đã xảy ra trong quá khứ rồi, được chưa? Và câu này thì mình nên chọn là D theo nghĩa thôi. Còn đâu C hoặc là A nhá, could have stayed. Mặc dù nghe về ngữ pháp thì vẫn ok, nhưng mà đây nghĩa lại không phù hợp. Rồi, ok, hơi cổ chiếu một chút. Bắt đầu bây giờ mình sẽ chuyển sang 4 từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa. Thì trong cái đề này thầy thấy là bốn cái câu này thực sự là bốn câu rất là hay, tức là nó không hề là nó có một cái gì đấy hơi thách thức một chút, và chính vì thế khi mình làm đề mình sẽ thấy thú vị hơn. Đây nhá, mình thử xem với nhau nhá. Đầu tiên là câu số 22 này. Câu 22 ở đây nhá, mình có là the twins look so much alike that no one can tell them apart. Kiểu như là twins, đúng không? Mình có the twins có nghĩa là kiểu sinh đôi ấy. Cái cặp sinh đôi thì look so much alike, nhìn trông quá là giống nhau. That, đây người ta dùng cái câu nhìn trông giống nhau đến mức mà không ai có thể tell them apart, không ai có thể kiểu như phân biệt chỉ ra họ được ấy. Hai người đấy ai là ai, ai là ai. Thì đầu tiên khi với cái dạng bài này nhá, thì trước khi làm các bạn, tại vì nếu mà các em không chú ý thì đôi khi mình sẽ bị chọn sai đấy. Tại vì người ta biết là thí sinh sẽ hay bị nhầm ở cái đoạn đấy. Nếu mà không chú ý thế là người ta cũng sẽ cố tình, đôi khi người ta cho những cái đáp án mà cho cả hai hướng được. Và nếu mà em không chú ý thì em sẽ chọn sai. Ví dụ đây đúng không? Chỗ trường ở đây của thầy là cái từ closest, thì có nghĩa là gần nhất, sát nhất về nghĩa. Thì mình phải tìm cái từ sát nhất về nghĩa. Bây giờ mình có tell them apart, đúng không? Có thể kiểu như phân biệt được giữa hai người đấy. Thế bây giờ ở đây với nghĩa đấy thì mình sẽ chỉ có từ các bạn A, distinguish. Ok, distinguish thì sẽ có nghĩa là phân biệt. Ok, giờ đây mình sẽ có A nhá, distinguish thì sẽ có nghĩa phân biệt. Distinguish between them, tức là không thể phân biệt. Còn bây giờ mình có ví dụ B đúng không? Point out. Mình có spoil them. Spoil trong tiếng Anh đúng không? Sẽ có nghĩa là kiểu như là mình hủy, làm hủy hoại cái gì đấy ấy. Làm hủy hoại cái gì đấy. Ví dụ người ta, các bạn ấy trên Facebook đúng không? Thì mọi người hay bảo là tại vì các bạn ấy hay kiểu đi xem xong rồi ấy, thì bắt đầu kể về các chi tiết ở trên Facebook ấy. Thì bây giờ có những bạn chưa đi xem, bạn ấy bảo đừng có spoil phim nhá. Đấy, nhặt cái gì ấy ra, pick cái gì nhặt ra đúng không, thì cũng không hợp với nghĩa. Thế nên ở đây mình phải chọn là A. Tiếp mình chuyển sang câu số 23 này. Câu 23 này ví dụ bạn nào mà chưa làm thì đây bây giờ để thầy uống nước, thì bây giờ các bạn thử nghĩ cho thầy xem câu 23 ở đây nhá, mình sẽ chọn đáp án gì. Nhờ những bạn đang xem à, nó spoil không phải có nghĩa là đoán đâu em ạ, nó sẽ có nghĩa là ok. Câu 23 ví dụ có bạn nào chọn được không? Ngô Mai Lan chào cô gái nhỏ. Yeah, em làm rồi đúng không? Chính xác, và đây phải là A. With regard to, chính xác.
Đây mình sẽ có câu là with respect to, bằng cả with regard to. Wow, cụ bạn nhỏ cha khá là kỹ. Thì xét về mặt gì đấy trong tiếng Anh nhá, thầy sẽ chỉ cho các bạn có những cụm gì. Thứ nhất, đấy là trong đề đúng không, người ta cho là with respect to. Thế nhưng ngoài ra, như vừa mình chọn đáp án đúng không, mình sẽ có with regard to, cũng có nghĩa là về mặt gì đấy. Và thầy sẽ cung cấp thêm cho các bạn hai từ nữa cũng rất là hay. Là thứ nhất là regarding. Các bạn hoàn toàn thể dùng từ này nhá, regarding. Hoặc các bạn thử dùng cái từ là concerning. Concerning cũng sẽ có nghĩa là về mặt gì đấy, liên quan đến cái gì đấy. Ngoài ra thì với cả cái họ hàng nhà thằng regard này nhá, các bạn nên nhớ thêm một cái cụm nữa là regardless of. Ok, thế thì bây giờ mình nhìn lại câu, mình sẽ nhìn lại đáp án phần này một chút nhá. Về cái khả năng maneuverability, tức là về cái khả năng di chuyển nhá, thì rất ít loài chim có thể equal the capabilities of human bird. Thì rất nhiều ít loài chim nhá có thể bắt kịp được với khả năng của cái gì đấy này, mà hovers for a long periods, mà có thể hover trong tiếng Anh có nghĩa là bay lượn. Hover có nghĩa bay lượn trong một khoảng thời gian dài, và thậm chí even flies back. Thì ở đây mình sẽ cho là A with regard to. Còn những cái từ như là in appreciation of, tức là kiểu như mình rất là trân trọng cái gì đấy, hoặc in favor of, thì có nghĩa là thiên về cái mặt gì đấy, thì nó sẽ không phải về nghĩa thôi, đúng không? Thì đây là những cái câu thuần chủng đúng không, kiểm tra về nghĩa và từ vựng. Nếu mà các vốn từ chưa tốt thì sẽ gặp trục trặc đấy. Thế nên khi trong quá trình ôn thi bây giờ nhá, thì các bạn sẽ phải cực kỳ chú ý cho thầy, đấy là gì? Tăng từ vựng và củng cố lại ngữ pháp. Và bây giờ trong cái giai đoạn này rồi thì mình sẽ không có nhiều thời gian, thế nên là mình không thể được còn ngồi học từng chủ đề ngữ pháp một, mà các em mà các bạn làm bài tập và có thể hỏi bạn bè hỏi, hoặc có thể inbox hỏi thầy cũng được, thử xem như thế thì của mình có tài liệu gì làm ngắn thôi để có thể củng cố lại thôi chứ. Rồi, next. Có vẻ hơi xa xôi đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại câu số 24 này. The mass curve of Jews in World War II has accounted for its people's hostility towards foreigners. Ở đây đúng không? Opposite, phải tìm từ trái nghĩa. Ở đây mình có cái từ có nghĩa là thái độ hơi thù địch. Và khi mình nhìn qua một đáp án thì đây chính là đáp án D. Friendliness có nghĩa là sự thân thiện, thì sẽ cái từ trái nghĩa. Còn bây giờ ví dụ mình có disease đúng không, bệnh tật không xa xa này, hazard trong tiếng Anh nhá, hazard thì nó sẽ bằng cả danger, có nghĩa là một mối nguy hiểm, thì không hợp nghĩa. Và cuối cùng là offense thì có nghĩa là cái sự phản kháng, hoặc là đôi khi thì nó sẽ có nghĩa là kiểu như mình hơi đấu chọi lại với ai đấy, thì cái này sẽ không phù hợp. Thế là đây là bài câu số 24, mình sẽ cho là D. Mình có từ hostility sẽ trải nghĩa g với cả friendliness. Ok, next, number 25. I have a vague recollection of meeting him when I was a child. Vague thì khá là giống như cái việc kiểu như là recalling, mình nhớ lại cái gì đấy. Và tức là tôi chỉ có một cái ký ức rất là mơ hồ về cái việc đã gặp anh ta when I was a child, khi tôi còn là một đứa bé. Bây giờ mình phải tìm từ trái nghĩa. Apparent, đầu tiên đây nhá, apparent sẽ có nghĩa là hiển, indistinct. Thì ví dụ các em sẽ thấy nhá, có cái từ tiền tố in trong tiếng Anh, một số trường hợp khi đi về tính từ nhá, thì nó sẽ mang nghĩa trái ngược. Mình có distinct, đúng không, sẽ có nghĩa là rõ ràng. Như vậy indistinct như thế cũng sẽ giống nghĩa. Cái từ này rất là hay nhá, nó sẽ bằng nghĩa với cả vague, có nghĩa mơ hồ. Tiếp theo mình có từ imprecise. Ở đây mình có danh từ cái tính từ gốc là precise. Precise có nghĩa là chính xác. Còn như thế bây giờ khi thêm im vào sẽ có trái nghĩa, và sẽ imprecise nó sẽ hiểu nghĩa là không chính xác, inaccurate. Và đáp án D, ill-defined. Ở đây mình sẽ có một cái kiểu như một cái tính từ ghép này. Mình có từ define đầu tiên này, define. Define trong tiếng Anh thì có nghĩa là xác định, xác nhận cái gì đấy. Thế nhưng mà bây giờ nó ill, kiểu như bệnh tật và cái gì đấy sai sai, thì như thế ill-defined trong tiếng Anh nhá, mình có ill-defined chính là cái từ mình vừa trong cái đề bài luôn, vague. Xong rồi mình sẽ thêm bằng với cả từ indistinct, và ngoài ra nó bằng thêm một từ nữa, một cái từ mà trong cái phần phát âm vừa rồi ấy, mình vừa học với nhau ấy, không biết là có bạn nào nhớ không nhỉ, có một cái từ khác mà
nghe có vẻ rất kiểu comment giúp thầy xem ạ. Các bạn nào nhớ không? Có không phải nào nhớ. Ngoài ra nhá, nếu mà các bạn nhớ thì trong cái phần phát âm ấy, mình có cái từ là ambiguous. Cũng sẽ có nghĩa là mơ hồ. Và như thế bây giờ các bạn sẽ có tận 1, 2, 3, 4, 4 từ đồng nghĩa với nhau đều có nghĩa mơ hồ: unified, vague, indistinct và ambiguous. Ok, rồi. Thế một câu nhớ tiếp theo này là hai từ trái nghĩa với nhau: vague và apparent. Rồi, good job. Bây giờ mình sẽ, ôi dồi ôi, bắt đầu đến bài đọc rồi này. Bài đọc này có, bài đọc này rất nguy hiểm luôn. Bài đọc này thì có tên là Colors and Emotions, tức là màu sắc và cảm xúc. Cái bài này thì hôm qua thì có chia sẻ thì một số bạn làm thì các bạn ấy thấy đúng không? Rõ ràng, thực ra cái bài này nó sẽ như này thôi, nó rất là ngắn. Thế nhưng mà các bạn ấy thấy là không hề đơn giản, khá là khó. Tại vì có những chi tiết, có những câu người ta nó mang tính referring khá là nhiều. Bây giờ nhá, với kỹ năng làm bài đọc thì đầu tiên theo các bạn mình nên đọc bài này trước hay mình sẽ đọc câu hỏi trước? Ở đây rõ ràng đúng không? Mình nên đọc câu hỏi trước. Đây nhá, thầy sẽ lấy câu hỏi cho các bạn xem. Đây, cái tờ phần này thì sẽ là các câu hỏi này. Trong phần này sẽ các câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên đây người ta hỏi là câu hỏi rồi chết rồi, thầy Yên đã bị thiếu mất rồi. Ok, câu số 1 đây, đây, đúng rồi, đây rồi. Câu số 1 người ta sẽ hỏi là what is the main idea passage? Cái ý chính của bài đọc này là gì? Thì cái phần này nhá, thầy sẽ cho, tại vì một số bạn thì cái phần đọc này thực sự nếu mà các bạn không làm không, bây giờ thầy sẽ chữa theo hướng là những bạn làm rồi nhá, thì mình sẽ thì thầy sẽ chữa những cái câu mà mình mà các bạn nghĩ là có thể vấn đề. Còn đâu những bạn nào mà chưa làm ấy, thì các bạn sẽ về sau các bạn sẽ tải cái file đề này về nhá, xong rồi các bạn sẽ làm, rồi sau đấy các bạn sẽ check lại kiểm chứng giúp thầy. Ví dụ đây cái câu này có một cái câu mà rất nhiều bạn thấy có vấn đề với chính cái câu cuối. Đây, đợi chút lại đây, rồi bắt đầu rõ hơn rồi. 32, câu này là cái câu mà các bạn thấy như bạn bảo có vấn đề. What is the purpose of the passage? Mục đích của cái câu say objective account of how colors affect emotions. Thì cái này tức là người ta đưa ra cái lý do mang tính chất khách quan, làm thế nào mà colors, màu sắc ảnh hưởng đến emotions, ảnh hưởng đến cảm xúc. Tiếp theo là B nè, to prove the relationship between color and emotion, chứng tỏ mối quan hệ giữa màu sắc và cảm xúc. Tiếp theo là C này, to persuade the reader that colors can influence emotions and give a person more energy. Tức là thuyết phục đúng không người đọc rằng màu sắc thì có thể influence emotions, ảnh hưởng đến cảm xúc này, và give a person more energy, và giúp cho một người có thể có thêm nhiều năng lượng. Và D nhá, to show that colors are important for a healthy life, và chỉ rõ ràng là màu sắc thì là quan trọng cho một cái kiểu lối sống, cuộc sống healthy, cuộc sống khỏe mạnh. Thì rất nhiều bạn sẽ băn khoăn giữa đáp án B và C. Tuy nhiên thì đáp án đúng ở đây nhá, nó sẽ là C. Đây nhá, đây thầy sẽ chỉ cho các bạn tại sao lại như vậy. Ở đây đúng không, đáp án C người ta bảo là to persuade the reader that colors can influence emotions, thuyết phục người đọc rằng màu sắc có thể ảnh hưởng đến màu sắc có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc, và người ta sẽ có thêm một ý nhá, give a person more energy.